Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh con chim bọ kiến. Và ok, giờ mình sẽ bắt đầu tô nhé. Đầu tiên, phần đầu của nó mình sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cam. Ok, mình đã tô xong bức tranh con chim bọ kiến của mình rồi. Bây giờ của mình đây cũng là